Chào mừng các bạn khán giả của FIFA 4 Việt Nam và chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng chung kết miền Trung và miền Nam của giải đấu National Championship mùa 1 năm 2018. Với tuần trước chúng ta đã trải qua được vòng chung kết miền Bắc và đã chọn ra được hai đại diện đến từ Hà Nội cùng với lại Tuyên Quang. Còn bây giờ là sẽ là hai cái miền còn lại tổ chức trong một ngày này và chúng ta sẽ tìm nốt 4 vận động viên còn lại là 6 người đến với chung kết tổng, cũng đồng nghĩa với 6 chiếc vé đến với lại Hàn Quốc. Tuy nhiên đến với cái ngày offline cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ có 4 cái tên xuất hiện ở trong cái trận chung kết đấy mà thôi. Còn lại sẽ có một cái ngày thi đấu trước đấy để lựa chọn ra, gần như là chia team. Team 1 với team 2 để đến với giải đấu Hàn Quốc. Còn bây giờ thì ngày hôm nay trận đấu đầu tiên sẽ là của hai đại diện, một người đến từ Đà Nẵng và một người đến từ Bình Thuận, khi Lê Duy Hoàng đại diện Đà Nẵng, còn Nguyễn Ngọc Vũ thì là đại diện từ Bình Thuận. Chắc là sang Bình Thuận đá để lấy cái suất đây. Tôi thấy Ngọc Vũ là cũng nhảy khắp nơi đấy, lúc thì Sài Gòn, lúc thì Cần Thơ, Kiên Giang cũng có rồi, bây giờ đến Bình Thuận. Sắp tới khi ra tận Hà Nội. Đã đi hết tất cả các tỉnh từ miền Nam chuyển lên miền Trung và sắp tới sẽ là Hà Nội. Thuê đúng không? Còn lại trận đấu thứ hai của vòng chung kết miền Trung sẽ là Lâm Anh Tú đại diện của Đắk Lắk và Nguyễn Thành Hòa đại diện cho Khánh Hòa. Khánh Hòa là Thành Hòa Ok, Lâm Anh Tú thì chúng ta biết nhiều. Thành Hòa chúng ta cũng biết, cũng từng đá giải rồi. Thành Ngọc Hòa. Vũ cũng đá giải rồi. Đúng. Như vậy chỉ có mỗi là Lê Duy Hoàng là một cái tên là... hơi lạ một chút. Đúng. Đúng không? Như vậy trận đấu đầu tiên là anh chàng của Lê Duy Hoàng với lại Ngọc Vũ. Chúng ta hãy cùng nhìn xem trận đấu như thế nào. Duy Hoàng NC và Ngọc Vũ NC đây rồi. Anh chà, một sơ đồ khá là dị hợm đấy. À không, sơ đồ này đây là đang được phổ biến nhiều lắm. 3-3-3-1 à? Không phải, đây dạng kiểu 5-5-2-3. Đây rồi, đây đổi đây. 5-1-1-3 này vẫn tí nữa vẫn kiểu 5-2-3 thôi. Một ông CDM mà một ông lại là CM. Bên kia là 4-1-2-1-2. Và hàng công rất là mạnh với Ronaldo và cả Messi. Hai rô. Rô béo, rô gầy. Ở dưới, ui, Mojica với lại Brzezinski. Công nhận. Đấy, mấy con hàng hay được dùng lắm. Nhà tuyến giữa cũng là rất là khỏe. Thì có ba anh chàng mà phải gọi là ngon nhất tuyến giữa hiện nay là chắc chắn Betis, Gullit và Vieira. Và chúng ta bắt đầu với trận đấu đầu tiên ở bên tay trái, chính là phần kiểm soát bóng đến từ Duy Hoàng. Ngọc Vũ là trang phục áo trắng quần đen bên tay phải chúng ta. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì là ping thường là 20. Nhưng mà ở ngoài Hà Nội thì ping chỉ 23 theo các thứ thôi. Còn miền Trung thì tôi không biết ping là bao nhiêu, nhưng mà dưới 20. Ping dưới 20 luôn à? Đúng. Nếu đá được ở trong khu vực miền Trung thì ping dưới 20. Trên 10 và dưới 20 đó là khu vực của miền Trung. Và ngay lĩnh phút thứ 3 thôi, Messi đã chớp nhoáng với pha sút chéo góc cực kỳ hiểm hóc và 1-0 dành cho Duy Hoàng. Đá thế này thì vỡ mặt Ngọc Vũ rồi. Vừa vào còn chưa kịp hiểu xem đối phương sử dụng lối chơi tấn công như thế nào thì bị vỡ mặt ngay. Cái tỷ số là 1-0 được mở từ rất sớm. Nhưng mà những cái bàn thắng đến từ sớm ấy thì lại tạo cho chúng ta, đó là một cái điều rất là khó khăn ở cái việc là nên đá tấn công hay nên đá phòng ngự. Đúng. Phòng ngự sớm quá thì lại tạo cho đối phương nhiều cơ hội. Chính xác. Mà đá tấn công thì chẳng may bị gỡ hòa thì lại bị áp lực về mặt tâm lý. Công nhận là như vậy. Bây giờ sẽ là câu trả lời đến từ Ngọc Vũ. Vieira. Không được. Đó là một đường truyền ZS ra tuyến 2. Không có cầu thủ có thể hỗ trợ bởi những thành viên của Duy Hoa áp sát rất kịp thời. Bêu này. Bêu đá hậu vệ chạy cánh phải trái. Đấy, Bêu đá chơi đấy. Này làm tôi nhớ đến FIFA 3 khi mà mùa 6 đúng không? Là Bêu đá hậu vệ. Gareth Bêu. Bàn truyền và cầm bóng rất nhiều ở khu vực tuyến giữa này. Duy Hoàng chủ động đá chậm lại, cầm bóng nhiều hơn và tìm ra những khoảng trống của Ngọc Vũ. Duy Hoàng đá khá là kỹ đấy. Tôi nghĩ chàng Duy Hoàng này cũng khá kinh nghiệm. Cũng phải thôi, vì anh ta đối mặt với anh ta là Ngọc Vũ, vận động viên còn nhiều kinh nghiệm hơn. Từng thi đấu giải quốc tế rồi giải nội địa đá các kiểu rồi. Ông này khi chuyên đá ăn tiền đấy chứ. Ấy. Ronaldo chuyển hơi lệch một tí. Sơ đồ 5 hậu vệ và đang có hai cậu thủ leo biên đây đang được áp dụng rất là nhiều tại xếp hạng và những ông trình độ cao hay đá thế này. Cho cơ hội. Chưa được. Vieira vừa rồi không đủ tốc độ. Trong Varane. Varane 17. Không phải là không. Messi được rồi. Tôi tưởng là Phúc Tim Real. Chưa hiểu lắm. 25 phút trôi qua. Chắc với 6 giờ là làm một ly rượu rồi. Đã hơi men một tí. Quả sút vừa rồi của Messi đấy chắc là cũng hơi ngáo kìa. Tình huống gọi là vô tình bấm nút. Sút bừa đi, thế nào lại ăn. Ngọc Vũ đang rất khó khăn vì đối phương phòng thủ rất chặt. Không thể chuyền. Lại dùng cả Kylian đi. Dùng cả Jacklin kìa, mùa 17 kìa.
đang có những cái tên rất lạ ở hàng phòng ngự đến từ Duy Hoàng. Nhưng chắc đây đều là những cái tên mà anh ta sử dụng ở trong cái đội hình chính của mình khi thi đấu ở đội hình trong mơ. Rút Gullit nhả lại rất đông. Nếu mà để lựa chọn một cầu thủ đá cánh như vậy thì tôi không chọn Jacklin đâu, nhưng từ từ đã, vì cơ hội đến dành cho Duy Hoàng. Ronaldo siêu sao. Ôi sút xong ông ngã cắm mặt xuống đất. Không thể ngờ được một siêu sao như Ronaldo lại có thể gọi là mất trụ dễ dàng như vậy. Sau cú dứt điểm thì không còn trụ để có thể đứng vững nữa. Sút xong ông ngã cắm mặt xuống đất. Cơ hội dứt điểm quá tinh tế. Đó là bình tĩnh, sự bình tĩnh đến từ Vieira. Ngọc Vũ đã có được bàn thắng gỡ hòa. Ui giời, quả sạc. Đấy, sơ đồ này đang được nhiều người dùng lắm. Kiểu Chelsea 5-2-3 của cái thời Conte. Có Jetlin hành lang cánh. Bên kia tôi nhìn có Emmanuel Betis. Đang đổi một chút để cho giữ an toàn hơn. Vieira, Vieira đá CB. Bale vẫn đang leo biên. Bale 17 đang leo biên kiểu này. Đã qua rồi những cái thời gọi là 2012-2013 khi mà Bale xuất thân từ hậu vệ cánh. Leo dần nhỉ? Tôi Bale xuất thân là 2010 đá với Inter. Chính xác. Là cái trận đấu mà Bale cho thấy cái phong độ xuất sắc của mình. Nhưng đây là Gullit. Ngon tiếp quá. Tiếp tục lại là một cơ hội. Đó là pha bóng gọi là cháy lưỡi. Một con quái vật như Gullit tung chân sút. Lực như thế thì thủ môn đúng chỉ biết được nhìn. Và đây. Ui giời. À cái gì? Pha bóng này quá dễ dàng dành cho những cầu thủ dứt điểm rồi. Tôi nghĩ không cần phải một chỉ số dứt điểm cao như Gullit, mà chắc chỉ cần 7x thôi, sút chéo góc vẫn ăn. Ngọc Vũ sau khi tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa thì lại một lần nữa anh ta bị dẫn trước. Đơn giản đó là pha bóng tấn công mà không có quá nhiều những tình huống gọi là biến đổi gì hay cả. Nhưng Ngọc Vũ là sai lầm trong tình huống theo người. Tôi rất cần Ngọc Vũ phải tập trung hơn. Cái cách anh phòng ngự của FIFA 23 sang bên này đã không còn được duy trì nữa. Ngọc Vũ bây giờ chơi sơ đồ là 4 hậu vệ. Trước đây anh toàn chơi sơ đồ 5-1-3. Hai PT đánh nhau. Duy Hoàng vừa chỉnh cái phòng ngự của mình sang bẫy Việt Vị. Người ta muốn đẩy cao lên tuyến giữa để bắt bài những đường truyền. Đá 5 hậu vệ xong đẩy bẫy Việt Vị. Chuyến chuối sai, sai sai, đúng. Tôi nghĩ là phải đẩy cao chứ gì nữa. Béo kìa, cho Béo đã trả lại. Béo đang cần thì không được. Mặc dù là cái biệt danh là Ronaldo Béo, nhưng mà trong FIFA tốc độ của anh ta là rất tốt. Đây, chạy cắm ui, gạt bỏ hậu vệ và dứt điểm thành công. Chắc chắn là như vậy, 3-1 dành cho Duy Hoàng. Một trận đấu đầu tiên hơi sập của Ngọc Vũ. Gãy rồi. Thay đổi thôi. Không thay đổi. Ba siêu sao đã lên tiếng đến từ Duy Hoàng. Messi, Ronaldo Béo và kể cả là Gullit. Ba thời kỳ chứ. Thời kỳ của Gullit là sớm hơn so với lại Rô Béo một tí. Béo. Sau đó đến thời kỳ Rô Béo đó, tung hoành. Và bây giờ hiện tại chỉ là Messi. Sì, nhưng Messi là người ghi được sớm nhất. Tôi nghĩ hiện tại bây giờ không còn Messi. Messi cách đây 1-2 mùa cơ. Đó, ôi dù. Chưa được. Và bây giờ tôi nghĩ là thời kỳ cũng có thể trẻ hơn. Kiểu Mbappé các thứ. Mbappé. Antoine Griezmann. Griezmann tạm tạm. Không được. Rất chắc chắn lối chơi phòng thủ phản công, tận dụng gần như toàn bộ cơ hội, có cơ hội là sẵn sàng sẽ để dứt điểm được. Messi chuyền ngược lại, cú dứt điểm rất bình tĩnh, tuyệt vời. Đúng là những siêu sao, bất kỳ cầu thủ nào trên sân của cả hai bên đều có thể dứt điểm được. Đây là bàn thắng thứ hai của Patrick Vieira. Đúng rồi, một đội bóng mà phải đang trông chờ vào khả năng ghi bàn đến từ một vị trí tiền vệ trụ. Tiếp tục điểm lại mất. Là một cú dứt điểm chéo góc. Đóng là chết, đóng là chết, sợ thật. Đấy, bàn thắng thứ hai. 3-8 một quả, 6-3 một quả. Như thế này thì thời gian trong những phút tiếp theo buộc lòng Duy Hoàng lại phải đá một lối đá phòng ngự. Chứ nếu mà anh ta cứ đá mải mê tấn công và để bẫy Việt Vị. Để bẫy Việt Vị thì tôi nghĩ anh ta đá phản công nên mới phải chuyển sang cái bẫy Việt Vị. Đấy, thì trong những pha phản công này thì sẽ ép cho đối phương phải chơi những đường chuyền dài lên phía trên. Đúng rồi. Tiếp tục là Duy Hoàng, lỗi rồi. Chắc chắn. Sau khi có update thì khả năng xuất phạt của các vị trí trên sân lúc này nó sẽ tốt hơn. Nó xuất phạt nhưng mà không biết là đẩy thêm được. Về thủ thôi. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Hết rồi, ông còn kéo gì nữa.
Dư Hoàng chơi kỹ quá. Đá phản công. Ở trên sẽ để ba anh chàng chỉ chạy, các cầu chạy trên trên. Luôn chụp cánh. Xem khả năng sút phạt có ý đồ gì không. Messi sút rồi. Ui, không ăn thua. Chuyển thừa. Như vậy thì thời gian đang là phút thứ 70 rồi. Và Ngọc Vũ nếu không nhanh sẽ rất là căng. Thật sự thì những cái bản update, những bản cập nhật ấy, thì mỗi một quốc gia lại có sự khác nhau. Chưa chắc chúng ta đã cập nhật giống như Hàn Quốc. Nên là cái việc mà ZD mà sút xa xếp bánh vào lởm là hoàn toàn là không phải. Nó sút vào vẫn chết bình thường. Chết thật. Vậy chúng ta là cập nhật là khác với họ. Hơi hơi khác một tí. Nếu mà thay đổi về cái rõ ràng nhất thì chắc chưa, tôi thấy là đó là cái khả năng tạt cánh. Tạt cánh. Tạt tốc cánh. Độ tạt cánh nó ra chân nhanh hơn. Và cầu thủ chạy chỗ tốt hơn. AI thông minh hơn. AI thông minh hơn, cầu thủ chạy chỗ tốt và thủ môn thì hơi ngáo đi tí. Chính xác. Còn lại thì vẫn về những cái khả năng sút xa ZD và thấy đẹp. Đây này này, Messi. Đấy, Messi là này đã bảo rồi. Chết ngay. Là như vậy. Duy Hoàng sập đấy, Duy Hoàng dẫn trước 3-1. Để gỡ lên hai nháy. Vẽ cầu vồng. Vừa nói về khả năng ZD cái thì Ngọc Vũ chứng tỏ luôn, bản này không hề nớp một chút nào về khả năng dứt điểm ZD. Nó lại phải đẩy lên à? À thế mới khổ chứ. Mãi tấn công thì không sao, vừa kéo về thủ thì thua luôn. Tiếp vất vả cho các cầu thủ. Hơi mất thời gian tí thật. Ui, công ba luôn à. Chàng Di Hoàng thủ ba hết. Rồi. Nói chung là thay người thì không có thay. Người để thay thì gần như không có. Nhưng mà các vị trí trên sân chỉnh sửa như thế này. Ngọc cũng biết rồi. Bây giờ nên trận này cũng không có đẩy nhanh nữa. Ngoài trận này thì họ vẫn được phép đá lại với quả bàn thắng vàng mà. Cơ hội. Ngon đấy. Đồ. Béo. Thòng xong. Hay, 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 hay. Quả này thì bình tĩnh. Quả này rất hay. Đấy, cứ đá ra như này thôi. Cần gì phải lùi về thủ làm gì. Một bàn thắng rất xứng đáng của Duy Hoàng. Đúng. Một trận đấu có đến 7 bàn thắng. Đây là phút thứ 82 thôi. Rô được cú đúp rồi. Và sự bình tĩnh và đầy thông minh kèm theo đó là sự tinh tế của đội đua béo. Nó dừng quả bóng nhấp một nhịp qua hậu vệ của Messi. Bây giờ nếu mà ông nào vội là sút ngay là hậu vệ xoạc chết này. Bây giờ Ngọc Vũ lại phải đi tìm kiếm bàn thắng giữa hòa hơi vất vả nha. Khó đấy, thời gian gần như là không đủ khi mà Duy Hoàng bây giờ cũng sẽ tập trung hơn rất nhiều. Đáp lại vẽ cọc. Ôi, vẽ chuối nhiều, vẽ đi vẽ đi. Vẽ chuối. Ui, phải sút trước chứ. Đúng. Hồ vẽ chuối, cầm những rô béo, cầm những Messi đây chẳng hạn này. Chân phải. Chân phải không sút được, phải chân trái. Vẫn chưa ngoặt được qua chân trái để sút và hết rồi. Giờ. Hết. Trận đấu đầu tiên tôi nghĩ rằng sẽ thuộc về anh chàng Di Hoàng rồi. Chóc. Hết giờ. Đúng là như vậy. Và xin chúc mừng Di Hoàng với trận đấu số 1. Một trận đấu tôi nghĩ rằng là xứng đáng. Bởi vì anh ấy có đủ khả năng tấn công và cái khả năng dứt điểm cũng rất tốt. Và đáp đền đáp lại cho anh ấy đó là những bàn thắng với 4 bàn thắng. Bên kia thì anh chàng Ngọc Vũ có vẻ như hơi e dè trong trận đấu đầu tiên. Dạ, đúng. Hơi sốc. Trận đấu đầu tiên là một cơn mưa bàn thắng đối với tất cả chúng ta, kể cả bình luận viên cũng như là những khán giả đang theo dõi vòng chung kết của miền Trung. Thì tôi hy vọng rằng cái kèo BO3 này sẽ có nhiều hơn những bàn thắng. Không phải nó chỉ đến trong cái trận đấu đầu tiên mà nó có thể thì tôi sẽ mong muốn là một kèo BO3 là đá đủ 3 trận. À. Thì đấy sẽ hấp dẫn hơn. Tức là đây, hiện được tại Duy Hoàng đang dẫn 1-0 à. Bây giờ mà Ngọc Vũ mà dỡ hòa 1-1 thì chúng ta sẽ phải đến với trận chung kết của cái cặp này, đúng không? Công nhận như vậy. Thì giải đấu chung kết miền Bắc vừa rồi là hai trận đấu, cả hai cặp đấu đó đều đã là kết thúc trong hai trận. Chỉ là trong 2-0 mà thôi. Bây giờ tôi hy vọng rằng sẽ có sự cân đối hơn dành cho các cặp đấu này và chung kết miền Trung. Với trận đấu số 2 của Ngọc Vũ và Duy Hoàng, chúng ta đã chuẩn bị đến với trận đấu số 2 này rồi. Thì yo, Ngọc luôn. Vũ bây giờ tôi nghĩ rằng là khả năng phải thay đổi lại cái tư duy. Đầu tiên là cái cách phòng thủ. Sơ đồ 4-1-2-1-2 thì nếu xét về đổi rồi đấy, đúng. 4-1-2-1-2 thì đang bảo rằng là về khả năng tấn công thì nhiều đấy, nhưng mà khi phòng thủ thì sẽ hơi thiếu, và đặc biệt là dũng ở cánh. Trong khi đối phương lại là một sơ đồ 5 hậu vệ và có hai ông dốc biên rất là tốt. Thì chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu với phần giao bóng đối thủ gì vào. Không tấn công dồn dập như những gì chúng ta thấy ở ván đấu đầu tiên. Ván đấu thứ hai này thì Duy Hoàng chủ động đá chậm lại, không ăn bàn thắng sớm nữa.
chắc có lẽ cũng biết là Ngọc Vũ bắt bài mình. 4-2-3-1, sơ đồ này thì đang gọi là đa số các cái cầu thủ, các game thủ chúng ta lựa chọn nó có được sự an toàn. Đó. Vượt qua phút thứ 3 rồi mà Duy Hoàng vẫn chưa nhìn thấy thủ môn của Ngọc Vũ hình dáng như thế nào. Phải điềm tĩnh lại. Dù sao đối phương đã trải qua một trận đấu vừa qua rồi, biết biết có cản được hay không. Nhét lên. Ui giời. Một trong những hậu vệ người Mỹ còn khá trẻ, nhưng mà pha xử lý vừa rồi hơi tệ. Nhưng mà đúng trong đội trong mơ chúng ta có thể dùng được những thẻ cộng 5, cộng 6 hay có thể là cộng 8 của Jack Lin. Chỉ cộng 1 thì phát huy được sức mạnh của anh ta. Chắc chắn. Nhưng mà đây chỉ cộng 1 thì không ăn thua. Gặp những Vieira, những Gullit thì cộng 1, cộng 5 còn chết nữa là cộng 1. Và đây là cơ hội dành cho Vũ không thành công. Không thể tin được quả cản phá vừa rồi của Courtois. Vẫn rất xứng đáng với một vị trí thủ môn cực kỳ là xuất sắc. Có bị vị không? Đấy. Có bị vị như thế chứ. Thế hơi lạ. Gullit tóc dài quá che mất mặt. Chuyện của đấy là ở ngoài đời là nếu mà không việt vị là thành bán độ đấy. À, rất kỹ chứ, anh chàng Duy Hoàng này. Cảm nhận được rõ trận đấu này là một trận đấu căng. Không dám dồn lên nhiều. Bêu chạy tốt. Tạt luôn. Hay chưa? Kỹ năng xử lý ảo diệu. Phiên bản này là phiên bản mà tôi sẽ mong muốn được nhiều xem nhiều hơn những tình huống tạt cánh đánh đầu. À. Nhưng mà có vẻ như hai vận động viên lười của chúng ta vẫn không thích đá cái lối đá tạt cánh đánh đầu, mà bóng sẽ được vào giữa nhiều hơn và sau đó tìm khoảng trống để tung ra một cú dứt điểm. Ui, thủ môn bên này cũng rất xuất sắc. Và đó chính là anh chàng gì nhỉ? Trông Szczesny à? Wojciech Szczesny. Đánh đầu! Đáng tiếc. Đúng là Szczesny. Đường Szczesny này nó dị đấy. Hơi là dị. Rẻ. Rẻ hoặc là cái gọi là lương. Lương đấy thì ý tôi là... Chắc bên lương của anh chàng Ngọc Vũ này cũng hơi bị quá mất rồi. Chứ gì nữa, dùng này Messi, MTI, Ronaldo. Là lương đắt như nào rồi, Gullit, Vieira, Betis. Chắc chắn là phải dùng. Gullit hai lương 20 xử rồi. Ây! Sút trượt! Trời ơi, đáng tiếc. Nhưng sắp tới đây mùa TT ra thì anh chàng Gullit mùa NHD sẽ bị vứt vào dĩ vãng. Thứ nhất chỉ số thấp hơn, thứ hai lương đắt hơn. Lương của mùa Gullit mùa TT chỉ có 18. Ui, ngon thế. Kém hơn 2 điểm mà chỉ số lại lớn hơn 4 điểm so với lại Gullit mùa NHD. Đảm bảo luôn NHD bây giờ chắc là về dần về dĩ vãng thật. Thế thì điêu nhỉ? Hơi điêu thật. Chỉ số đã hơn rồi. Đúng, mà lại còn lương lại còn thấp hơn. Cái này nó không hợp lý lắm. Cửa lâu. Betis. Không vào. Tiếp tục một sự xuất sắc đến từ áo vàng. Chung cuộc đến từ anh chàng Courtois. Bên kia có Szczesny thì bên này có Courtois. Thay nhau bay người để đấm bóng mà toàn những cú sút hiểm. Duy Hoàng đang thầm cảm ơn với vị trí thủ môn mình đã lựa chọn. Béo. Chuyển chậm quá. Đó không phải là đường chọc khe tốt dành cho Messi. Nên có những khe rộng hơn. Duy Hoàng có thể tung ra đường chuyền. Xấu thế nhỉ. Quả chuyền như thế là không nên có ở trong những tuyển thủ chuyên nghiệp. Cơ hội Messi, chân trái. Lại là vẽ chuối và lại cái góc này. Nhìn trận là thấy là chết rồi. Đúng, trận trước anh cũng đá như thế. Để vòng cái chân trái ra mà cứa thì là xong phim luôn. Xong con ong. Đó là cú cứa lòng mà Courtois có khoảng trống để nhìn. Nhưng cú đổ người của Courtois thì không còn kịp nữa rồi. Bởi vì quỹ đạo bay của bóng là một cái gì đó cực khó với những thủ môn hiện tại. Vẫn là cái tên Messi đúng không? Messi lần trước là ghi cho anh chàng Duy Hoàng. Lần này lại là người mở điểm dành cho anh chàng Ngọc Vũ. Nếu mà để nói về những cái chân có thể cứa lòng được của hai vận động viên hiện tại, chắc tôi nghĩ chắc chỉ có mỗi Messi. Gullit rồi Ronaldo thứ không thích cứa lòng cho lắm. Trông không hay lắm. Đấy, thế này. Chân Messi, nếu có Dinho thì có. Và Robéo cũng được. Không đội nào dùng Dinho. Robéo thì tôi thấy thích về cái khả năng cản lướt rồi tung lại cái dứt điểm chéo góc hơn. Người rất trơn, mạnh mẽ. Và chéo góc hiểm. Đầm. Những người ngoài hành tinh. Còn anh chàng Rô gầy kia thì lại cần kiểu sân chơi kiểu tốc độ, đua tốc xong tạt cánh đánh đầu. Hoặc là những pha leo biên, thế thôi. Chọn vị trí, Rô gầy chọn vị trí hay lắm. Nhưng Rô TT còn kinh hơn, chỉ số tận 9-3 và lương bằng như vậy. Rô TI sắp tới đây cũng chỉ là dĩ vãng thôi. Giá lại đắt, Rô TI giá đắt bởi vì không mở ra được nữa. Trong khi Rô TT hơn 2 điểm, hơn 2 chỉ số. Khác nhiều đấy. Tôi đang không biết là sắp tới cái mùa thẻ TT
TTI ra, TT ra thì nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ làm một cái gọi là bão giá. Thì đấy, thì không biết là bão kiểu gì. Tôi đang không biết là sẽ như thế nào đây. Bởi vì nó chắc chắn sẽ cạnh tranh với một TI là một không mở được ra nữa. Ờ. Và một TT chắc chắn là người ta sẽ phải mở ra được. Không chứ giá nó sẽ như thế nào thôi. Mà cái hàng TT đấy tôi thấy giống như gọi là tiệm cận xứ của Legend rồi. Ừ. Chỉ số đấy, chỉ số dành cho Legend được rồi. Mà mức lượng lại xẻ thối ra. Cơ hội. Rất điểm. Goal! 2-0 rồi. Ôi ơi ơi, ăn mừng kiểu gì đây? Ăn mừng kiểu đánh người. Không nhận xấu thế. Duy Hoàng phải dừng thôi. Trận này Duy Hoàng không làm ăn được cái gì cả. Rất điềm tĩnh. Tì, ui, tì cái gì? Không mà tì hưu. Mái tóc xù. Rất ấn tượng. Tỷ số đã là 2-0 và bây giờ Duy Hoàng sẽ phải thay đổi chiến thuật của mình. Đẩy lên, đá với một sơ đồ tấn công mạo hiểm hơn. Đội hình cây thông. Jacklin cũng đã rời sân dành cho Adama Traore. Hợp lý, hợp lý. Tốc độ tốt lắm. Đây là một cầu thủ mà tôi cũng đang dùng đây. Thẻ cộng mấy nhỉ anh? 5 hay 6? 6, 6, 6 rồi cả. À. Adama Traore. Rất nhiều những điều chỉnh. Hiện tại thì Adama Traore đang đá cho câu lạc bộ Wolverhampton. Ngày qua là hòa MU một đều đấy. Có mấy quả cuối trận dốc lao ghê lắm. Lao. Kiểu này thì chắc tới Liverpool lại tăng nhẹ chỉ số rồi. Tăng nhẹ cái cộng 2 ạ. Thôi một thôi. À không, mấy ông trẻ trẻ này thì cần lên 7-8 điểm ấy là được đánh giá cao ngay. Ừ. Bởi vì cầu thủ trẻ là được cộng cái khung điểm cộng cao hơn so với những ông nổi tiếng. Đúng. Ngôi sao nổi tiếng là cộng khó khăn lắm như kiểu Eden Hazard đấy. Cực hay, hay đến mấy thì cũng chỉ được max là 4 điểm. 4 điểm. Trong khi những cầu thủ trẻ thì hoàn toàn có thể lên 6 điểm. Qua đầu ơi. Xong. 3-0. Sập sập sập. Dâng đội hình phát là chết ngay. Thôi nhỉ, 3-0 này là tôi chấp hết rồi. Gì đó. Tôi đề nghị kỹ thuật là chuyển luôn cho tôi trận sau. Bảo hai bên có thể tạm dừng được rồi. Trận này là xong rồi đấy, trận này là 3-0 rồi đấy. Trong khi đó còn 30 phút nữa. Hơi lâu. 53-59. Gullit liên tiếp ghi hai bàn. Đánh sập hoàn toàn tất cả nỗ lực của anh chàng Duy Hoàng. Và tất cả những cái gì cay cú ở trận đấu trước thì trận đấu này Ngọc Vũ rất giải tỏa. Đúng, đổi sơ đồ phát đổi vận nữa. Đây chính là cái sơ đồ mà có thể dập được ngay những ông mà chơi kiểu phù thủ số đông. Bởi vì cái tuyến tiền vệ của thủ năm cầu thủ này lại quả nữa đấy. Nữa quá chứ, sút treo góc chết này. Bùm. Trời ơi, rồi mà. Xong phim. Cái bài này tôi hay dùng lắm này. Đỡ kiểu dốc cầu thủ chạy nhanh xong nó sút chéo góc. Mà cái kiểu chéo góc DD xẹt này thủ môn trái vào đoạn luôn. Ừ. Trận này thì thôi mạn phép dự đoán là tỷ số kết thúc là 5-0. Đơn giản quá, rô béo. À mà rô gầy. Rô 18 TI. Cũng đã có được tên trên bảng điểm. Úi giả, múa cái gì? Entonado à? Ngọc Vũ có lần sút gôn là 7 lần. 7 lần sút. Bên của Duy Hoàng chỉ có 1 lần thôi. Tỷ số quá đậm. Để có thể Duy Hoàng gỡ hòa. Và hy vọng vào một trận đấu bàn thắng vàng. Tôi nghĩ là điều không thể nữa rồi. Phút 70 rồi. Chọc luôn. Dạ không cần thiết phải là thể hiện ra gì nhiều. Đá nhiều lại lộ bài. Chắc chắn trận đấu thứ 3 tôi nghĩ rằng Duy Hoàng phải thay đổi sơ đồ. Một sơ đồ mà bị bóp chết hoàn toàn ở tuyến giữa. 4-2-3-1, 5 tiền vệ. Cả trung tâm cả cánh đều rất đông. Và họ đã hoàn toàn khiến chọc cho các cầu thủ kia không có. Dứt điểm. Ôi trời ơi, đang cần bàn thắng để rút ngắn tỷ số để cho anh em nó ngược hơn thì lại đá thế. Petit. Chạy luôn. Rất nhịp nhàng. Có De Bruyne rồi. Rét đề tiếp phát nữa. Sút luôn. Đúng bài. Ui. Này có phần dự đoán 5-0 để gãy rồi. Không được. Vẫn còn đấy. Không biệt vị. Tạt tiếp. Biệt vị thật rồi. Kielini một TB. Trông chả có gì đặc sắc lắm nhỉ. Đá vẫn chạy lừ đừ lắm.
kể cả trận trước cũng bị thủng lưới tận 3 bàn. Trận này thì thôi không nói nhiều. Hay là mỗi trận ông nào phải ghi 4 bàn nhỉ? Ông thắng là ông ghi 4 bàn. Còn người đối thủ kia thì không biết. Ừ. Đá thế thì có thể là cái quy luật đấy. Thế là trận nào cũng sẽ là trận đấu mà nhiều bàn thắng. anh mong có nhiều bàn thắng đúng, có nhiều bàn thắng ngay. Xong lại cũng luôn là một trận bo ba luôn. À đúng. Đó đấy. Chúng ta phải đến ván đấu thứ 3 đúng không? Ơ. Say à? Điền ra. Say đòn này, thắng nhiều quá là sướng. Messi. Chuyền cho Messi, cửa lông. Bàn thắng danh dự có lẽ cũng không có. Gạt gạt. Hết giờ. Duy Hoàng bỗng nhiên yếu một cách nhá. Lạ thường. Thôi hết giờ đóng luôn đi. Tonado. Trời ơi. Antonado. Có thay đổi người hay gì nữa đâu. Rồi ạ. Messi đến đầu à? Hết. Varane làm quả cuối đấy. Ui giời. Không sút được. Và như vậy tổng số trận đấu của chúng ta là tỷ số tổng đang là 1-0. Sau 2 trận đấu, mỗi bên nào ghi 4 bàn về đấy thắng trước. Thế thôi. Và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải đến với ván đấu thứ 3, ván đấu chung kết của cái cào đấu này. Và quan trọng hơn là tìm ra cái tên bước vào vòng chung kết, cũng như là đại diện của Việt Nam tham gia tại giải đấu Hàn Quốc. Đúng là như vậy. Và hiện tại đây thì tôi nghĩ rằng là về cái lợi thế tâm lý, Ngọc Vũ đang là người lợi thế hơn. Bởi vì trận đấu đầu tiên anh thì thua sắt nút. Đúng. Nhưng mà sang trận đấu thứ 2 anh hoàn toàn là vùi dập và hủy diệt. Thì quả này không biết Duy Hoàng có thể có lấy lại được cái tâm lý của mình hay không. Chúng ta đều phải đặt ra câu hỏi. Nhưng tôi nghĩ rằng, hy vọng rằng trận đấu thứ 3 này cũng sẽ là một trận đấu mở của hai bên và có thể có nhiều bàn thắng. Ừ. Chúng ta có thể theo dõi được những cái pha ghi bàn thực sự rất đẹp mắt. Messi thì ZD, Gullit thì cứ đóng treo góc hoặc là đôi khi sút xa ngoài vòng cấm. Rô béo cũng thế, và Rô gầy thì thi thoảng gọi là quả bùa tốc sau đó đóng thật căng. Và không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ đến ngay với ván thi đấu thứ 3 của cặp đấu giữa Duy Hoàng và Ngọc Vũ. Vẫn là cái màu áo quen thuộc, một đội thì sẽ chọn màu áo của Thổ Nhĩ Kỳ, còn đội còn lại sẽ chọn màu áo của đội tuyển Đức. Với hai logo, một logo là của Bồ Đào Nha, còn logo của Ngọc Vũ là của một câu lạc bộ của giải Đức. Tôi nhớ không nhầm thì là của Frankfurt thì phải. Trông thì không biết được rằng là chỉ như đúng là chỉ của Bundesliga thôi, còn Frankfurt hay là Cologne gì đấy không biết. Cologne hình như là hình con dê thôi. Dê à? Ở đúng rồi, con dê chào chào thôi. Ok, chúng ta đến với trận đấu quyết định chung kết của cặp đấu này, cặp đấu số 1 của chung kết miền Trung. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 trận chung kết. Đây là bốn trận đấu chứ không phải là bốn trận đấu nhưng mà cũng chẳng khác gì trận chung kết cả. Đúng rồi. Bởi vì lọt tiếp vòng trong thì đấy là vào vòng chung kết rồi gì nữa. Thì đây là cặp đấu đầu tiên, sau đó là một cặp đấu nữa của miền Trung và rồi cuối cùng là hai cặp đấu của miền Nam. Đúng như vậy. Cặp đấu miền Nam ngay thôi chúng ta có thể quyết định được luôn. Đó là 6 cái tên. Cặp đấu miền Nam thì chắc là sẽ nhiều cái tên mà chúng ta sẽ thân quen hơn. Miền Trung đã có 3 ông thân rồi thì nữa. 2 ông rất thân rồi, một ông hơi thân, một ông chưa thân lắm thôi. Cơ hội. Sút. Ôi đẹp quá rồi. Chưa được. Vẫn là cái tình huống và cái gọi là hình ảnh quen thuộc. Courtois trong những phút đầu tiên đang tỏa sáng giúp cho Huy Hoàng tránh thua. Nhưng như thế này thì cái tình hình Ngọc Vũ lại có thể ăn được. Không, hiệp 1 thì thường Courtois bắt hay lắm. À. Dần dần sang đến hiệp 2 bắt đầu mới xuống tay. Lúc đấy bắt đầu thấy nhớ nhà đúng không? Courtois lúc đấy bắt đầu nhớ nhà sao? Nhớ London. Cơ hội xuất sắc. Chết rồi. Ui, đúng Courtois kìa. Anh nhìn lại, nếu mà xem lại con này, pha Courtois ra bắt gôn trông tại đây. Không được tin được. Thật không được tin được của thủ môn. Đó là pha dứt điểm của Gullit. Anh ấy hoàn toàn có thể xoạc ra đấy được. Anh đã dùng chân trái, anh co lại và dùng chân phải sút trượt và ghi bàn. Courtois đúng là gọi là có thể 99% tỏa sáng được, nhưng đến 1% ngáo thì ngay trong lúc đấy. Và hình như ở ngoài đời thì Courtois thuận chân trái thì phải. Đúng. Pha đấy anh lại dùng chân phải phá bóng thì thấy nó hơi sai. Cho nên có mùi, có mùi quá. Có mùi. Pha này ngoài đời nhìn rõ luôn rồi. Ăn chửi chặt. Chắc chắn. Khán giả có khi là đang cầm cái chai lọ ném rồi. Bóng cứ đến chỗ Courtois là tiếng lao ó trên khán đài ngay, tiếng huýt sáo. Đây đây giống trận đấu gọi là Real gặp Chelsea đúng không? Courtois tự nhiên kiểu thấy nhớ nhà, xong làm một pha như thế để thổi. Vỡ mồm, thế này thì Liverpool sự giảm chắc phải giảm 10 chỉ số mất. Đúng, sự nghiệp nó sập. Giống kiểu Karius à.
Cardiff bây giờ bị cho mượn sang bên giải Thổ Nhĩ Kỳ. Bắt đầu sập rồi đấy. Sang bên đấy là biết rồi đấy. Không có cái đường quay lại. Sang Trung Quốc còn tạm nhá. Sang Trung Quốc ít nhất là bên đấy là vì người ta lương cao xong rồi đá thì còn có thi thoảng còn các ông lớn còn đưa ý. Đổ tại được, tức là sang được. Trung Quốc thì vì tiền. Đúng. Sang Thổ Nhĩ Kỳ thì tiền gì? Sang Thổ với lại sang Nhật. Hai cái chỗ đấy chắc không còn cái cơ hội quay lại với giải đấu đỉnh cao nữa. Nó sang Nhật thì có thể là vì tiền. Nhật cũng đấy như kiểu tiền. Iniesta tự sang. Đi với lại ông Torres. Ngọc Vũ bây giờ biết cách đá rồi. Đá chậm hơn, chuyền kỹ hơn và chờ khoảng trống. Rồi ăn được một quả là mừng lắm rồi thì vòng chung kết toàn quốc đang chào gọi rồi. Tự dưng giờ tấn công rồi để thua thêm 2-3 quả nữa vỡ mồm. Mà cái lối đá cầm bóng này thì lối đá đặc sệt của Ngọc Vũ rồi. Đúng. Không chạy đâu được từ FIFA 3. Công nhận. Việt vị. De Bruyne. Duy Hoàng đã gặp rất nhiều khó khăn. Vốn là anh có thể nắm được thế trận trong tay rồi. Nhưng có lẽ trong trận đấu đầu tiên anh đã thể hiện ra hơi nhiều bài. Lộ ra cái bài của mình quá. Bởi vì lúc bị ghi bàn anh lại dâng lên. Sau đó là bắt đầu mải mê tấn công lại bị phản công nó chết. Không thấy đẩy lên chiến thuật bẫy Việt vị nữa nhỉ. Đúng, không dám rồi. Đẩy lên nó khi đá lại thoáng lại hay. Cái đường chuyền thế này. Hỏng rồi. Không ổn rồi Duy Hoàng ơi. Cánh. Đã bình tĩnh lắm, bây giờ đá cứ dê đã. Sau khi đối phương bắt bài trượt một cái là cái lúc mà bắt bài đấy là cái cầu thủ phải chạy nhanh mà. Nó tốn thể lực. Tốn thể lực rồi thì càng về cuối trận thì các cầu thủ bên phía Duy Hoàng là càng sập. Trong khi đó tất cả những pha di chuyển từ sân đối phương của anh chàng Ngọc Vũ này đều là đi bộ. Trừ khi gọi là đạo áp sát vòng cầm thì mới có thể chạy nhanh. De Bruyne đấy đi bộ hết. Mất rồi, bị bắt bài. Mãi bắt được phạt rồi, cơ hội. Chạy đi Messi. Messi đứng hơi chần chừ nhưng vẫn còn. Tốc độ của Messi là rất tốt. Anh ta đang cần tìm người để hỗ trợ. Sẽ được chọc khe Ronaldo. Si. Messi. Đâu. Tuyệt vời. Chỉ cần 3 người thôi. Một pha phản công đúng là mẫu mực. Chúc mừng Duy Hoàng với tỷ số 1 đều trong những giây cuối cùng hiệp đấu đầu tiên. Đó, chỉ một sai lầm của Ngọc Vũ mà thôi. Cầm bóng công kềnh. Đâu. Và để Gullit cướp được ngay lập tức trái đắng đến thẳng mồm. Đúng giây cuối. Và chúng ta sẽ đến với lại hiệp thi đấu thứ 2. Robel. Chất lắm. Duy Hoàng bây giờ lại có một chút chủ động trong tay hơn rồi. Này mới khó nha. Này không biết là dự đoán ai sẽ là người bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc đây. Ông nào có tí sai lầm. Anh thì anh thích nhìn lối đá của hai vận động viên thì anh thích ai vào vòng chung kết toàn quốc hơn? Hai ông này như nhau cả. Ông nào cũng gọi được gà đi bộ. Ông kia thì chơi tử thủ thì thôi xoay đúng không? Xoay. Phải như kiểu Hoàng Hiệp đá ấy nhỉ. Đấy. Hoa Mỹ. Đúng, hoa của Hoa Kỳ luôn. De Bruyne. Giữa. Tôi nhìn những trận đấu như này tôi phải đánh giá theo cái việc đó là nếu như đối đầu với những vận động viên quốc tế. Thì sắp tới chúng ta sang Hàn những vận động viên như này họ đá như thế này thì sang Hàn cũng sẽ chết. Ăn vã ngay xem cái giải của Hàn Quốc người ta đá ghê thật. Long. Tấn công gọi là dập mặt luôn. Oh! Và lại là Messi. Bàn thắng này thì cũng không thể cản được. Nhưng đúng là bên Hàn Quốc người ta rất ít cầm bóng để xoay này. Tức là ban truyền chính xác và sau đó dứt điểm nhanh chóng có bàn thắng luôn. Nhưng không hiểu cầm bóng quay vòng như này. Rất ít luôn, rất ít vận động viên. Và đặc biệt nếu như ai nhìn Kim Dung Bin đá thì thôi chắc là phải mê chảy dãi ra luôn. Anh đá 4-3-3 chứ. Đá sơ đồ 4-3-3. Và ban bật để cho 6 cầu thủ tấn công phía trên kia dồn cho đối phương không thở được. Và pressing ngay trên phần sân đối phương. Đấy, kỹ năng đấy tuyệt vời. Và xem lối đá đấy cực kỳ mê. Tôi xem Đinh Cai Dông nữa cũng có cái trò. Cai Dông thì thôi rồi. Mà quăng chân lên sút rồi kéo giật quả bóng về. Đấy. Ui, nó mượt, nó tinh tế lắm. Mịt, nó dạng như kiểu là người ta đẻ ra để làm như thế. Tôi không biết bấm cái đấy như nào mà. Bấm như nào. Ướt lại nó rất là mềm mại, nhìn mượt mà. Nhìn nó rất là mờ. Kẹo M&M cơ mà. Ngọc Vũ lại vươn lên. Và lại có cơ hội để chơi lối chơi thật là đi bộ. Nếu như trận đấu trước thì Ngọc Vũ thắng 4-0 áp đảo. Trận đấu này anh ta phải vật vờ mới có được tỷ số 2-1. Dù sao đối phương cũng thực sự là quyết tử. Trận đấu này trận đấu liên quan đến giá trị của những cái thứ hạng và cái danh dự rất nhiều. Money nữa. Money cũng nhiều, sang được Hàn phát. Sang Hàn là chắc chắn là tiền đè chết người rồi. Thế mới thấy là những trận đấu này có khi quan trọng hơn là cả cái vòng chung kết toàn quốc. Chính xác.
người vô địch quốc gia chưa chắc đã bằng được một cái suất có mặt ở trong 6 vận động viên đến Hàn Quốc đúng không? Vừa được đi du lịch, vừa được tham gia thi đấu với những đối thủ tên tuổi quốc tế, lại vừa có cả xe. Ui, cái nghiệp game thủ sao mà đường đi nó rộng mở, nó sáng thế, chọc khe. Chọc lởm lắm. Nay mà tôi trẻ lại khoảng chục tuổi thôi là chắc chắn tôi phải làm game thủ. Chục tuổi nghe già nhờ. Quá già luôn nhưng Duy Hoàng. Không được. Hiện bây giờ là nhiều vận động viên 2002-2003. Nhiều vận động viên như thế đó. Ngay game chàng Gia Huy với 2001 đây. Subin. Adama lại vào sân đây. Đẩy lên, Adama phải đẩy lên chứ. Đá đấy chỉ số 58 mới đá gì. Chả biết để làm gì. Nhầm. Chắc phải kéo lên. Lại chơi sơ đồ dạng kiểu cái thông à. Cái thông Noel đúng không? Đúng rồi, đá luôn à. Thông không lệch. Này thông lệch. Quyết định là để cho chỉ số 58 à. Ừ. Này sơ đồ là sơ đồ Lý Thông, sơ đồ cây thông. Bên kia gặp đúng Thạch Xanh luôn. Lý Thông bây giờ ngoài đời nhiều lắm. Lý Thông là Thạch Xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Ừ. Có khi hai bên đều là Lý Thông gặp nhau. Không biết ông nào Thông khỏe hơn. Đập Ryan à. Đập Ryan DTI sắp tới đây chắc bị choán ngôi nữa. Bởi vì có mùa TT cái tốc độ rất là thật sầu. Sút đi. Vi. Rồi câu rồi, câu rồi, câu rồi. Anh chàng này Ngọc Vũ đang gọi là yêu nhạc của anh chàng Alan Walker. Alan Walker là ông đi bộ đấy. Hoặc là đá xem giải ngoại hạng Anh thích hậu vệ phải Kai Walker. Kai Walker. Lối đá rất là Walker luôn. Thế đấy là câu chuyện này. Nếu hôm nay phải biết là ngày xưa có ông cầu thủ Liverpool là ông Gary Speed. Đấy phải chơi, phải chơi cái chiến thuật của ông Gary Speed. Đấy hay. Toàn đá của Kai Walker thế này thì không ăn thua. Mojica. Trời. Ôi, được. Cơ hội. 3 đấu 3. Phải nhanh. Messi. Trời ơi, ơi, vẫn còn. Còn may quá. Luôn luôn, chuyền luôn. Bí rồi, bí gì dị rồi. Thôi xong rồi. Ngay là bí gì dị rồi. Áp lực lớn. Hết rồi. Hết thật rồi. Và Ngọc Vũ tôi nghĩ rằng là sẽ là người có được cái vé. 1 phút bù giờ. Đá rất là chậm rãi. Chuyển luôn. Chọc khe. Và hết giờ rồi. Đây sẽ là cơ hội vượt qua Adama. Adama. Ki ui chế, chế linh. Đấy, chế linh TB chưa cũng ra gì đấy. Được. Và như vậy là chúng ta đã xác định được cái vé đầu tiên của khu vực chung kết miền Trung. Và đó là mang tên của anh chàng Ngọc Vũ. Ngọc Vũ. Với trận đấu đầu tiên chúng ta để thua với tỷ số 4-3. Sát nút. Sát nút. Nhưng hai trận sau đó, một trận 2-1 và một trận 4-0. Những điểm số rất là đẹp mắt để đưa cho Ngọc Vũ bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc và cũng là một trong 6 thành viên đại diện cho Việt Nam đến với cả giải đấu sắp tới tại Hàn Quốc, chắc là EACC nhỉ? Đúng là như vậy. Và như vậy là cặp đấu đầu tiên giữa Lê Duy Hoàng cùng với Ngọc Vũ đã kết thúc ở đây. Và chúng ta sẽ chuẩn bị nghỉ trong giây lát để đến với lại trận đấu cặp số 2 giữa anh chàng Lâm Anh Tú và anh chàng một đấy là gì nhỉ? Tôi quên mất tên rồi. Thành Hòa. Thành Hòa, Khánh Hòa, đúng rồi. Như vậy chúng ta sẽ quay lại trong ít phút, các bạn đừng đi đâu cả.